Kính chào quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh máy xúc cầu và xe ben của mình. Hôm nay rất là vui lại được phục vụ tất cả anh chị em và quý bà con cô bác ở trên kênh của mình đây. Trên kênh của mình thì trên màn hình chúng ta bên em đang có một em Hitachi EX30-2, giá cả cực kỳ hợp lý với túi tiền của anh chị em đang đặc biệt nhé, và nhất là trong mùa dịch này anh chị em nào lấy qua hình thì phát đến tận nhà luôn, tận ngõ luôn rồi ạ. Máy hoạt động cực kỳ lanh lẹ, rất nhanh, rất nhẹ, nhanh như tép nhảy luôn. Giá cả thì cực kỳ hợp lý, bán cho anh chị em là với giá chỉ 130 triệu, chúng ta còn có thương lượng mọi người nhé. Thương lượng một chút xíu cho anh chị em tình chạy tới đi, và thương lượng một chút xíu nữa cho anh chị em đang có ý định mua dòng Hitachi EX30 để chuyển các thứ quay qua của rất là ổn định. Và đằng sau video này em có để một số hình ảnh chi tiết nhất của em Hitachi EX30 này, mọi người chú ý xem nhé. Anh chị em đừng có ngại ngần gì cả, cứ bốc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em để em phục vụ tận tình tới tất cả quý anh chị bà con cô bác. Máy công trình toàn quốc, giá cả đối với em thì cực kỳ là ok và được. Và cái thứ nữa, mọi người xem video của kênh máy xúc cần cầu ở CN, hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý anh chị và các bạn ở trên kênh của mình. Con này chỉ mang về là đổ dầu và đi làm thôi, không phải suy nghĩ mọi người nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh máy xúc cần cầu và CBN.